1781, tức là cách đây hơn 240 năm. Ồ, thế 20 mét thì đã phải là to nhất Việt Nam chưa ạ? Xin chào các bạn. Vậy là Nam vừa trải qua cuộc hành trình gần 3 tiếng đồng hồ để tới đây, đảo Phú Quý của Bình Thuận. Đây là lần đầu tiên Nam ghé thăm hòn đảo này, cũng như là lần đầu tiên Nam làm một việc khá là điên rồ, đó là vận chuyển chiếc xe này tới đây. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì là chi phí cũng như là cái thủ tục nó khá là rườm rà. Đối với người dân đảo thì chỉ có sống ở đây, đưa một chiếc xe mình thường xuyên sử dụng ra đây thì mới là việc nên làm. Còn điều đó đối với khách du lịch thì không biết là phải dùng từ gì luôn. Do đó Nam là người đầu tiên. Có lẽ nhiều bạn hỏi là tại sao tôi lại phải rất là khó khăn vất vả như thế, vận chuyển chiếc xe ra làm gì, không ra đây mà thuê xe máy cho nó thoải mái. Thì Nam tiết lộ luôn là Nam rất là muốn khám phá, chinh phục hòn đảo này cùng với người bạn đồng hành quen thuộc của mình. Dù sao cảm giác ngồi trên một chiếc xe mà mình đã từng gắn bó nó thú vị hơn, đúng không nào? Và một điều không thể thiếu đó là một người bạn sẽ đồng hành cùng với Nam, hướng dẫn Nam chinh phục hòn đảo này, đó là người đã từng sinh sống ở đây. Thì qua giới thiệu, Nam có hẹn với bạn ấy, đang chờ bạn ấy ra để đưa mình đi khám phá Phú Quý đây. Em chào anh. Chào em. Em có phải là Huyền không? Vâng, đúng rồi ạ. Ngày hôm nay anh rất là muốn em có thể bớt chút thời gian đưa anh đi khám phá đảo Phú Quý. Như anh có trao đổi với em từ trước ấy, là anh cũng rất là muốn tìm những cái địa điểm mà bí ẩn, bí hiểm mà càng ít người biết tới ở Phú Quý càng tốt. Thì em đã có danh sách nào chưa? Thật ra thì lúc mà anh nhắn tin cho em ấy thì trong đầu em cũng đã có một số địa điểm rồi. Và bây giờ em sẽ đưa anh đi và em nghĩ rằng là chắc chắn anh sẽ thích. Quá là tốt luôn. Nhưng mà bây giờ thì em muốn đi xe của em hay là đi xe của anh? Thực ra cũng hơi khó lựa chọn nhỉ. Bởi vì xe của em cũng cute cơ. Thôi em nhường sự lựa chọn này dành cho anh. Vậy thì chúng tôi quyết định sẽ đi khám phá đảo Phú Quý bằng một loại phương tiện, đó chính là Tenten. Các bạn biết kết quả rồi đúng không? Sự lựa chọn của chúng tôi đó chính là đi ô tô. Bởi vì vào cái thời điểm này, thời tiết ở trên đảo Phú Quý nó cũng khá là có nhiều cái sự thay đổi. Buổi sáng, buổi trưa thì cũng khá là nắng, nhưng mà chiều lại vô cùng mát. Do đó anh em chúng tôi quyết định là sẽ linh động, tùy vào thời tiết sẽ lựa chọn phương tiện. Đấy, em thấy tầm này ở ngoài rất là nắng, ở trong có mát không? Dạ có, mát lẹ luôn. Mà anh Nam ơi, anh cho em hỏi là cái xe này là cái hiệu gì vậy ạ? Vì thực sự là lần đầu tiên mà em thấy một con xe nó rất nổi bật ở đảo luôn ấy. Xong rồi kiểu trông rất là đẹp ấy. Chính vì thế mà anh mới mất công mang nó ra đây. Đây là chính là chiếc xe Ford Territory. Một cái chiếc xe mới của Ford. Nó cũng khá là phù hợp với những người trẻ như anh em mình. Chiếc xe này nó đã theo anh rất nhiều cuộc hành trình rồi. Vậy à? Lên núi này, thậm chí là đi nước ngoài nhá. Đi nước ngoài ạ? Ừ, nó đã cùng anh đi Lào này. Đi lên núi là lên Bình Liêu, Quảng Ninh này. Và bây giờ là đi ra đảo. Huyền ơi, anh muốn là trước khi đi khám phá đảo ấy, thì anh muốn tới một cái nơi để xin phép, gọi là đất có thổ công, sông có ha bá ấy. Mình cứ xin phép thần linh thổ địa trước để cho yên tâm. Được anh ạ. Vậy thì trong đầu em đang có ngay một chỗ, và cũng ngay ở gần bến cảng chỗ mình đang đi thôi. Thì bây giờ anh hãy đi theo em nhé. Ok. Vâng. Theo lời giới thiệu của Huyền thì cuối cùng chúng tôi đã tới được các bạn An Thạnh, một nơi được cho rằng là tâm linh, linh thiêng nhất của đảo Phú Quý. Cảm ơn em nhé. Anh có một thắc mắc này, tại sao gọi là Vạn An Thạnh? Có phải là người dân ở đây làm ngư nghiệp thì người ta thay vì gọi là đình An Thạnh thì người ta sẽ dùng cái từ là Vạn An Thạnh đúng không? Đúng rồi. Rất là thú vị nhỉ, bởi vì anh ở đồng bằng ở Bắc Bộ ấy thì người ta hay dùng từ đình nhiều hơn. Ồ, anh thấy
ở đây cũng khá là hoành tráng đấy. Ồ, anh thấy có mấy chú đang ngồi ở trong kia, không biết có phải là người địa phương không em? Mấy chú là dân đảo ở đây đấy ạ. À, thế thì chúng ta có thể khai thác được nhiều thông tin từ các chú đây. Con chào các chú ạ. Chào chú. Dạ. Chào các cháu. Chú ơi, con muốn thắp hương ở đây được không ạ? Dạ được, ok. À, chú đưa con đi nhá. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Chú ơi, Vạn An Thạnh mình là thờ vị thần nào đấy ạ? À, thờ vị thần Nam Hải. À, vị thần Nam Hải đó là có phải hiện thân đó chính là những cái cá ông đúng không ạ? Đúng rồi. À. Hiện thân là cá ông coi như là xin tiền ở trên biển để phò hộ cho nhân dân coi như làm ăn cho phép đấy. Dạ. Coi như tai nạn cũng coi như là cá ông cũng cứu vớt được. Dạ. Cho nên toàn bộ coi như leo đông biên coi như ở này và tín nhiệm coi như thần Nam Hải. Như vậy là con đoán ở đảo Phú Quý mình chắc là cũng có nhiều xác cá ông trôi dạt vào đúng không ạ? Đúng đúng, năm nào cũng có ông bị tư trôi dạt vào. Con thấy cũng có một cái điều lạ đó là không biết là các ông sinh ra và sinh trưởng ở đâu, kiếm ăn ở đâu, nhưng mà khi mà chết thì lại trôi dạt về phía Việt Nam mình, đặc biệt là ở đảo Phú Quý cũng rất là nhiều chú nhỉ? Rồi đúng, coi như là sinh ra tại biên, biên Đông, biên Bắc gì cũng có. Nhưng mà rồi trong khi mà coi như mà tứ là cái trôi về hướng Nam. Đấy coi như là khi tứ là trôi về hướng Nam hết. Dạ. Chứ không về bên Bắc. Chú ơi chú, thế chú cho con hỏi là có phải ở đây có bộ xương của một cá ông ở đây đúng không chú? Đúng. Thế chú có thể đưa bọn con đi xem được không ạ? Rồi được, tôi đi xem qua bên mấy bên này xem trước. Vâng ạ. Rồi à, đi. Chú cháu mình đi nhá. Rồi. Bộ xương này là chưa có lắp lên được, phải chờ đợi một thời gian làm nhà trưng bày rồi là lắp ghép lên. Bởi vì nó to quá hả chú? Ừ, to, dài 20 mét. Chú ơi, thế bộ xương này là phát hiện từ năm nào ạ? Năm 2016, coi như chôn cất 5 năm rồi thường lên. À, tức là mình cũng sau khi mà ông dạt vào, dạ, mình ở chôn cất. Sẽ múc đâu đàng hoàng rồi đưa xuống. Vâng, mình cũng chôn cất ông. Chôn cất. À, khoảng 5 năm sau thì năm mình sau lại thường lên. Như kiểu cải táng ấy đúng không ạ? Đó, đó. Vâng. Cải táng lên. Nó thực là sự là bây giờ nhìn những cái khúc xương của cá ông mình cảm thấy là giống như là những cái khúc gỗ vậy, bởi vì nó quá to và qua thời gian thì cái màu sắc cũng thay đổi. Sau này người ta làm lên rồi có chất thuốc bảo quản, người ta bảo quản được lâu ngày. Vâng. Thế ở Vạn An Thạnh còn bộ xương cá ông nào mà được lắp ghép hoàn chỉnh không ạ bác? Còn bộ vị lắp ghép hoàn chỉnh nó nằm phía bên tây à. Mình qua luôn đi. Dạ, dạ. Đi. Bây giờ thì cháu đã hiểu vì sao Vạn An Thạnh lại có khuôn viên rộng như thế. Trời ơi, to khủng khiếp luôn ạ. Ông này nhỏ hơn ông kia 3 mét. Ông kia là ông kia 20 mét. Thì ông này là 17 mét rồi chú. 17 mét, đúng 17 mét. Ôi thế 20 mét thì đã phải là to nhất Việt Nam chưa ạ? Chắc to. Chắc to rồi ạ. Chắc to rồi ạ. Chú ơi, cho con hỏi là cả ông này chú giặt vào biển mình là năm nào ạ? À, năm 1963. Hồi đó chắc chưa có cả cháu. Dạ chưa có cả mẹ cháu luôn ạ. Đúng rồi. Cắm 20 mét rồi ạ. Cháu thấy ở hai bên còn có rất nhiều những cái bộ xương cá ông nhỏ đúng không ạ? À, cá này là coi như mấy bộ hạ của ông bà lớn, câu là bốn vị thi thần, lại đây coi như là phò trì ông bà này. Chú ơi cho con hỏi là
để mà bảo quản được một cái bộ xương như này là phải có những cái chất gì đặc biệt không hay? Cái chất thuốc của viện người ta là có sẵn, người ta đem ra người ta bao quan cái bộ xương này là rất là tốt lắm, hàng trăm năm rồi mới làm lại. Tức là Viện Hải Dương Học Nha Trang đã tới đây để giúp mình bảo quản bộ xương này đúng không ạ? Đúng rồi, họ phải làm. Vậy là sắp tới họ sẽ có một công việc nữa, đó chính là bảo quản bộ xương 20 mét, siêu to khổng lồ. Chú ơi, chú đã trông ở đây từ lâu ấy, thì bộ xương cá ông này thì có cái điều gì đặc biệt mà khác với những cái bộ xương cá khác mà chú cảm thấy là kiểu cũng rất muốn cho bọn cháu biết không? Cái bộ xương này cũng rất là đặc biệt. Những người bị bệnh đồ là kiếm một tí hay mài đấy, uống coi là hết bệnh là cũng có. Vâng, bởi vì bây giờ người ta cũng đã phủ một cái lớp bảo quản rồi đúng không? Rồi. Bây giờ mà đi cạo về chữa bệnh thì lại đi cạo cái phủ cái lớp đó về khi lại bệnh thêm. Với rất nhiều bạn thì cũng rất là thắc mắc không biết là cá ông là loài cá gì mà đối với người dân biển ở Việt Nam thì rất là tôn thờ. Thì chú có thể cho cháu biết là thích cá ông, cụ thể là tên khoa học là ở trên thế giới động vật chẳng hạn, thì sẽ gọi là loài cá gì đúng không ạ? Thế giới động vật thì người ta câu là cá voi. Cá voi. Câu cá voi. Cá voi là một trong những loài cá mà lớn nhất ở biển khơi. Đúng rồi, loài cá thông minh nhất. Thông minh nhất. Và cũng là rất là thân thiện với con người. Thân thiện với con người. Chú ơi chú, cho con hỏi là nếu mà ở đây mà mọi người dân đi biển đấy ạ, thì có gặp được cá ông không ạ? Có. Gặp có nuôi lên, có gặp thường xuyên. Ôi, thường xuyên luôn ạ. Ô, cái vây này giống như tay ấy chú nhỉ? Cái hồ đó như cái hai bên cái tay ấy. Là phải dơ ra như này. Phải dơ ra dài lắm. Chú ơi, như vậy cũng có thể nói rằng là Vạn An Thạnh như là một cái viện bảo tàng chú nhỉ? Đúng rồi. Thì ở đây là mình, chú có biết là cái vạn này là được xây dựng thành lập từ năm nào không ạ? 1781. 1781, tức là cách đây hơn 240 năm. Đúng rồi, hồi thành lập là chỉ có 12 hộ gia đình thôi. Người miền Trung ra đây đánh bắt cá, coi như là xâm nhập vào đây luôn. Vậy là từ hồi đó đến giờ thì ngư nghiệp cũng là cái nghề chính nuôi sống bà con dân đảo. Dân đảo. Vậy thì mình có một cái lễ hội gì đấy để như kiểu là bắt đầu một cái mùa đánh bắt cá mới, giống như là ở trên miền núi của bọn cháu là có cái lễ lúa mới. Thì không biết là mình có ngày lễ gì không chú nhỉ? Có, tức là đầu năm là tháng 1 ngày 16 là có cái lễ cầu ngư đấy, cầu ngư cho coi như là câu là vì năm 2 coi như gom cá mực về để cho dân đấy, coi như là làm ăn coi như cho nó phát đạt. Vâng. Vậy đó. Thì cái lễ cầu ngư của mình làm có lớn và có điều gì đặc biệt so với những tỉnh khác không ạ? Có, lớn chứ không phải đi ra ngoài cán đó, là trưng bày dốc xanh rồi chèo múa lân dựa vào đây rồi ăn vị rồi là cúng tế. Coi như là lấy cái ngày mà cái người mà tự vô trước nhất á, nó không được lớn như thế này. Vì đó nó nhỏ nhưng mà cái người vô đầu tiên là người đó được coi như là làm vị cố. 16 tháng 10, mà tháng 10 Tây chứ không phải tháng 10 Tây á. Ngày đó là ngày lễ hội của vị cố đó, là lớn nhất. Và ông cha ta có câu, đất có thổ công, sông có hà bá, đúng có rồi. Thờ có thiêng, có kiêng, có lành đúng không ạ? Đúng rồi, đúng. Thì khi mà đời sống của bà con dựa chủ yếu vào nghề đánh bắt cá, thì mình cũng coi biển cả, coi cá ông, coi những cái nguồn lợi ở biển cũng như là một cái vị thần linh che chở và nuôi sống dân làng đúng không ạ? Vậy thì cháu đã hiểu vì sao mà đảo có tên là Phú Quý rồi. Có thể là có cái nguồn hải sản đúng không ạ? Ngư nghiệp rất là phát triển đúng không ạ? Cháu nghĩ tới vậy là hay rồi ạ. Lúc mà anh Nam nói về cái từ Phú Quý ấy, thì như con học được các chú ở đây kể rằng là một phần là tất cả những cơn bão mà đổ vào đảo mình ấy, thường là mỗi lần đến đảo mình nó sẽ né sang một bên đường. Đúng rồi, có cái đó có là rất ít khi gặp bão. Cái này thì cũng khó lý giải được chú nhỉ? Thì cũng có một thể, cũng có thể là do điều kiện về địa lý, hoặc là cũng có thể là do mọi người là thành tâm thờ cúng. Đúng rồi, cái đó là họ nói về duy tâm, nhưng mà coi như cái dân ở đây là người ta hiền lành, chóc phá, coi như người ta tu hành nhiều. Cho nên coi như là cái nạn nó ít lại.
Con cảm ơn chú rất là nhiều vì ngày hôm nay chú là một trong người đầu tiên mà con gặp ở trên đảo đã cho con cảm thấy tự tin hơn để đi khám phá hòn đảo được mệnh danh là Phú Quý. Con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Cảm ơn chú, chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Rồi, chúc các cháu với anh em mạnh khỏe. Dạ, con chào chú. Thật con tốt đẹp. Dạ. Rồi. Sau khi thắp hương xong thì anh đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và tinh thần đã đạt mắc rồi. Vì anh rất là muốn đi khám phá. Chúng ta sẽ đi đâu em nhỉ? Bây giờ em sẽ đưa anh đến một điểm mà chắc chắn anh sẽ thích. Còn nó là điểm gì thì... Đi theo em đúng không? Câu nói quen thuộc. Thế bây giờ anh mới... trong lúc chúng ta đi tới đó thì anh rất là muốn hỏi em một vài câu để tìm hiểu. Không biết là em có ngại nói quá nhiều về bản thân mình không? Tùy một số câu hỏi nhưng mà thực ra thì em không có ngại nên anh cứ hỏi em sẽ trả lời. Thì anh cứ hỏi nha, câu nào mà em ngại thì em cứ bảo anh. Dạ vâng. Em là ra đảo được lâu chưa? Bởi vì anh nghe giọng thì anh thấy rằng là em là người miền Bắc đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Em thì cũng đã sinh sống và làm việc ở đảo được nửa năm nay rồi ạ. Thì là em đến từ đâu? Em thì quê gốc em là ở Phú Thọ ạ. Thả nào. Con cháu vô hùng ạ. Gái đất tổ ở đây đúng không? Vâng. Em ra đảo được 6 tháng rồi thì anh cũng rất là tò mò là em tới đây thì chắc chắn là không chỉ là hít thở không khí để sống rồi. Lẽ phải làm một công việc gì đấy chứ đúng không? Dạ vâng. Thì hiện nay công việc chính của em là gì? Thật ra thì em không có công việc chính. Ngày xưa thì em có làm ở Hà Nội, tức là làm full time. Còn bây giờ thì em đang chuyển sang để làm freelancer. Và cụ thể hơn thì hiện tại là em có đang làm về biên kịch. Làm biên kịch ạ. Và sáng tạo nội dung trên một số các nền tảng. Và hiện tại cái nền tảng mà em đang sáng tạo đó là TikTok. Anh có thể gọi em là idol TikTok. Thế thì anh thấy giữa anh và em là bắt đầu có điểm chung rồi đấy. Vâng. Thứ nhất là cũng là đến từ những nền tảng mạng xã hội nhá. Vâng. Thứ hai là em nghề chính của em là viết kịch bản đúng không? Vâng, thì sắp tới anh cũng dự định ấp ủ sẽ làm một bộ phim. Đấy, anh nghĩ là anh em mình có thể trong chuyến đi này ngoài việc khám phá đảo ra thì sẽ bàn xem là có thể hợp tác được cùng với nhau không? Dạ vâng, được ạ. Thế ngoài ra thì em có sở thích gì ở trên đảo bên cạnh công việc không? Ở trên đảo này thì thực ra là ngày xưa mà khi em quyết định ra Phú Quý ấy, là em rất mê lặn. Tức là em xem các cái video lặn trên mạng ấy, hồi đấy là em chưa biết lặn đâu. Nhưng mà thấy một người lặn em mê lắm. Và hồi đấy mình đã lập một cái lời thề là tôi sẽ phải ra Phú Quý để học lặn. Thế nên là đấy là lý do tại sao mà bây giờ em vẫn đang ở đây. Và một hoạt động ở trên đảo rất thích thì đó là lặn. Thế chứ bây giờ em đã trở thành một master trong việc lặn biển chưa? Master thì em không dám nhận, nhưng mà nói chung là em cũng đã lặn được rồi. Và có thể quay chụp dưới nước cũng như là tự mình bơi lội rồi, cũng như là lặn để khám phá đại dương ấy. Và em up những cái clip đó lên cái mạng xã hội của em đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ôi thì em nghĩ sao nếu như anh có thể là join cùng cái hoạt động đó của em? Ôi tất nhiên là được ạ. Và em nghĩ là chắc là nếu mà sau cái buổi lặn ngày hôm nay chắc chắn anh cũng sẽ thích thôi. Và có thể là anh cũng sẽ bị nghiện cái bộ môn free dive giống em. Thế thì trước khi mình đi khám phá điểm tiếp theo thì anh nghĩ rằng là anh có thể lặn cùng em luôn được đấy, bởi thời tiết đang đẹp. Dạ được ạ. Ok. Bây giờ chúng ta đi lặn thôi. Dạ vâng. Đối với những người mà khi mà xem những cái thước phim hay những cái hình ảnh của em quá đẹp up ở trên mạng mà em bơi xuống, em lặn xuống biển Phú Quý ấy, thì họ cũng muốn chơi cái trò này, thì em có lời khuyên nào dành cho những bạn như vậy không? Nếu mà để là một lời khuyên dành cho những người mà mới chơi cái bộ môn free diving này thì em nghĩ là mọi người nên bình tĩnh và cảm nhận nó. Tức là khi mà lần đầu tiên mình xuống nước ấy, hoặc là đôi khi mọi người sẽ bị ngợp và bị sợ nước, thì em nghĩ là mình nên kiểu thoải mái thả lỏng em. Cảm giác mình biết lặn ấy, nó giống như là việc mình biết bay ở trên trời vậy. Thế nên là em nghĩ là mình cứ enjoy cái moment này thôi. Và mình không cần phải căng thẳng gì hết, tức là không phải gồng, và cứ thoải mái tự do đắm chìm mình trong nước thôi ạ. Anh thấy nhiều người đã từng chơi cái bộ môn này rồi có nói rằng là nếu mà đã chơi ấy, thì sẽ rất dễ bị nghiện. Vâng. Bởi vì cảm giác đắm mình dưới làn nước mát, bơi và nhìn ngắm cá, nhìn ngắm san hô, một cái thế giới hoàn toàn khác ở trên đất liền. Vâng. Càng bơi càng say mê khám phá, rất dễ nghiện đúng không? Vâng, đúng rồi. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá xem dưới biển Phú Quý có những gì thú vị nhé.
Rồi, đi thôi. Và thú vị luôn Huyền ạ, cảm ơn em rất nhiều. Bởi vì là anh đã từng lặn biển ở một số tỉnh rồi như Nha Trang, vâng. Nhưng mà ở Phú Quý đúng là đỉnh luôn. Anh có thấy là san hô và cá ở Phú Quý kiểu rất là đẹp và rất là phong phú không? Với cả cũng may là chúng ta sử dụng cái phương tiện di chuyển là ô tô, nên là chúng ta có thể để đồ ở phía sau, cũng như là có thể thoải mái nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình điểm đến tiếp theo. Thế bây giờ địa điểm tiếp theo là ở đâu nhỉ em nhỉ? Địa điểm tiếp theo thì bây giờ em sẽ đưa anh đến, đó là Dinh Mộ Thầy. Dinh Mộ Thầy à? Vâng. Đã mộ lại còn dinh. Vâng, có tên là Dinh Mộ Thầy. Và đây không chỉ là một địa điểm tâm linh mà nó còn là có một cái gọi là cái phong cảnh nó rất là đẹp luôn. Và đẹp như thế nào thì chắc là em không miêu tả được, bây giờ em sẽ đưa anh đến đấy. Em vừa nói đến mộ thầy phát là một làn khói bốc lên luôn. Bây giờ thì chúng ta tới Dinh Mộ Thầy thôi. Vâng. Yeah, let's go. Và đây xin giới thiệu với anh, đây chính là mộ thầy. Mộ thầy á? Vâng, đây là mộ thầy ạ. Đây là mộ của một vị thầy tên là thầy Sai Nạn. Và cái mộ này thì nó đã có khoảng được là 300 năm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay em dẫn anh đến đây ấy, không chỉ là để tham quan mộ thầy, mà em sẽ chỉ cho anh là ở đây sẽ có rất nhiều cái góc check-in. Đây là một điểm đến mà du khách chắc chắn sẽ phải tới khi mà ở Phú Quý. À, anh cũng cảm thấy thế, bởi vì là đứng đây thôi cũng đã nhìn thấy đỉnh núi này cũng như là bãi biển đây này đúng không? Đây là núi Cao Cát ạ. Và anh nhìn xa xa kia, kia là Hòn Đen. Mình có thể ra chỗ đấy đúng không em? Được ạ. Đi. Anh có thể nhìn thấy kia là Hòn Đen. Nhưng mà cái hòn này thì em nghe mọi người nói là ở đây thì có khá nhiều rấn biển. Anh thấy bờ biển ở đây cũng khá thú vị nhá. Thay vì là những cái hòn đá bình thường như là ở những nơi khác, thì những hòn đá ở đây tất cả một màu đen hết. Vâng đúng rồi ạ. Anh rất là tò mò biết là tại sao nó có màu đen nhỉ. Có phải là ngày xưa có một cái hoạt động núi lửa, hoạt động mà kiến tạo địa chất của hòn đảo này, nó đã để lại những cái tàn tích như này đúng không? Em cũng nghĩ vậy ạ. Thực sự là cái này em cũng không biết. Đây, anh nhìn ra đằng này đấy ạ. Chỗ kia là một cái mỏm đá mà anh thấy có rất nhiều các bạn trẻ đang chụp ảnh check in kìa. Dạ vâng đúng rồi ạ. À, đi ra đây đi. Đấy. Vậy là em đã ra đây được nửa năm rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Giờ em là dân đảo. Thế em có kế hoạch là sẽ bao giờ về đất liền không, hay là em muốn kéo dài thời gian ở đây? Thật ra thì em cũng có một số cái dự định để làm ở trên đảo, thế nên là chắc là em sẽ ở đây lâu hơn, có thể là 1, 2, 3 năm gì đấy ạ. Wow, mình cũng chưa biết cái giới hạn kết thúc của nó đúng không? Mình cứ ở đây để tận hưởng đã. Dạ vâng. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao mà các bạn trẻ ra đây chụp hình rồi, bởi vì là khung cảnh quá là hùng vĩ và nó có một cái sự độc đáo mà ít nơi có được. Đây, chúng tôi đang đi tới một cái con đường nối giữa hai khối đá khổng lồ. Lúc nào cũng đẹp này hả em? Dạ vâng ạ. Thực ra thì Phú Quý sẽ có những thời điểm đẹp hơn nữa. Tháng ấy, để đi Phú Quý đẹp nhất đó là nó sẽ rơi khoảng từ tháng 3 đến tháng 8. Lúc đó là biển lặng đúng không? Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì nó đang chuẩn bị vào mùa gió rồi, thế nên là trời nó sẽ hơi âm u với cả hơi nhiều gió một chút ạ. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mát mẻ. Vâng đúng rồi ạ. Anh được biết thì câu chuyện của em ấy là em là một trong những người mà bỏ phố về biển. Và cũng có rất nhiều người giống như em, như rất nhiều các bạn trẻ giống như em. Thậm chí mọi người lập một cái làng đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Bọn em có một cộng đồng, đó là cộng đồng freelancer tại đảo Phú Quý. Ở đây thì mọi người, những cái bạn mà bỏ phố với đảo như em ấy, cũng như là cộng với cả các cô chú như là bạn dân địa phương ở đây, thì sẽ thành lập lên một nhóm mà bọn em sẽ có hoạt động đi nhặt rác mỗi tuần. Rất là ý nghĩa nhỉ? Dạ vâng.
Vậy những người mà freelancer, tức là làm việc tự do ấy, thì mọi người sẽ chọn một cái địa điểm mà hội đủ rất nhiều những cái yếu tố khiến cho họ có cảm hứng, muốn sống và muốn làm việc ở đó. Vậy thì anh rất là tò mò những cái điểm gì ở Phú Quý khiến cho bọn em quyết định là lựa chọn nơi này để sinh sống? Có nhiều lý do lắm, nhưng mà em sẽ kể ra ba cái lý do chính. Cái lý do đầu tiên mà em thích đó là ở đây, đó là con người. Con người ở đây thì mọi người thực sự là rất thân thiện, hòa đồng, và họ rất là thật thà ấy. Và yếu tố thứ hai nữa thì như anh đã thấy thì cảnh sắc thiên nhiên đấy rất là đẹp. Nó đẹp đến mức mà em cảm thấy lúc nào em cũng mê Phú Quý ấy. Mê như kiểu là mê người yêu ấy. Và cuối cùng thì em thấy cái chi phí sinh hoạt ở đảo thì nó khá là rẻ. Em thấy là cũng phù hợp. Và thực sự là em cũng muốn gắn bó và sống ở đây lâu dài hơn. Anh cũng chúc cho bọn em sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm có giá trị ở đảo Phú Quý. Vâng. Và làm sao mà giữ được cái tinh thần đảo như hiện nay, luôn sạch sẽ rác này, và luôn có những nụ cười thân thiện của mọi người này, rồi khung cảnh thiên nhiên thì sẽ giữ được cái sự hoang sơ như này. Đây là lần đầu tiên anh đến Phú Quý nhưng mà cũng khá là ấn tượng ấy. Và anh cũng ấn tượng một cái nữa là đó là những cái công trình đằng kia kìa, trông như là những cái pháo đài La Mã ấy à? Thực ra thì cái chỗ đấy là cái hồ nuôi cá anh ạ. Mọi người là xây dựng nó đúng không? Dạ vâng ạ. Vào cái những mùa gió ấy, khi mà sóng nó tạt vào thì nó sẽ bọt sẽ nổi lên trắng xóa. Đây cũng là một điểm check-in rất là nổi tiếng mà khi đến Phú Quý. Vậy chúng ta có thể xuống đó được không? Được ạ. Về tranh thủ mặt trời sắp lặn chúng ta xuống đi. Vâng. Camera để 360 nó sẽ bao quát toàn bộ cái xung quanh xe để cho mình quyết định là sẽ đi như nào và tránh được chướng ngại vật. Trời. Trông nét như kiểu tivi vậy. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Mình sẽ đi chợ Ngũ Phụng ạ. Ngũ Phụng á? Dạ vâng. Ngũ Phụng là năm con phụng, năm con phượng đúng không? Em cũng không rõ nhưng chắc là vậy. Ok, let's go. Rồi xuống em ơi. Anh đoán nhá, tầm này ra chợ chắc là chuẩn bị đồ cho bữa tối đúng không? Dạ vâng. Chúng ta sẽ ăn món gì nhỉ? Ở biển thì sẽ ăn hải sản anh ạ. Giờ em sẽ ra quầy hải sản. Ok. Ở đây có ghẹ này anh. Ghẹ có vẻ tươi đấy. Để anh xem nào. Đi. Ui. To ghê. À. Ghẹ bao nhiêu tiền một ký đấy chị nhỉ? 200 ngàn một ký à? À. Đây có cả tôm nữa này. Tôm thì bao nhiêu chị nhỉ? 200 luôn. Ở đây đồng giá hả? Một cái giò heo cũng 200 ngàn luôn à? Không. 5. Em trêu vậy thôi. Thì em hôm nay thì mình sẽ làm chuyên đề hải sản nhé. Dạ được ạ. Lấy cho em tôm với ghẹ nhé. Chúng tôi đã có một chút nguyên liệu cho buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đó là tôm và ghẹ, cũng như là một chút rau nữa. Anh cho con ghẹ vào đây. Cho con làm bụng bự ạ. Chúng tôi đang có mặt tại quầy rau và ở đây bán một số cái loại quả cũng khá là lạ lạ mà lần đầu tiên tôi thấy. Ví dụ như là cái trái này là trái quả gì đây chị? Quả mướp ạ. Đây là quả mướp đảo anh ạ. Mướp đảo. Mướp đảo à? Ồ, kỳ lạ đấy. Chỉ có đảo mới có, còn mướp của mình nó sẽ khác đấy. Có phải là ở đất liền thì nó to hơn, còn ở đây thì nó còi hơn? À. Vậy là tôi có thể lý giải được ở trên đảo thì có một số loại trái cây nó lại bị còi, nó nhỏ hơn so bình thường. Ví dụ quả na này, quả mướp này, và đặc biệt đây là quả dưa hấu. Ồ, dưa hấu. À, dưa hấu này
Đặc biệt là ở dân đảo họ không phải là để ăn trái cây giải khát đâu, mà họ đem về để nấu canh. Đấy, vậy là chúng tôi đã có thêm một số nguyên liệu cho ngày hôm nay rồi. Những nguyên liệu khá là đặc biệt, chỉ có ở trên đảo. Thêm dưa leo nữa đi. Và thêm một chút cà rốt. Đấy. Cũng như là mướp đảo và dưa đảo. Đấy. Rồi, cô lấy túi cho con. Thêm dừa nữa cô. Vậy là chúng tôi đã có đầy đủ nguyên liệu đặc biệt ở trên đảo để cho bữa tối ngày hôm nay rồi. Còn chúng ta sẽ đi đâu để chế biến em nhỉ? Một địa điểm bí mật ạ. Mà... nhà em à? Mà không phải. Anh cứ đi theo em. Lại bí mật nữa. Ôi, anh thích cái ánh hoàng hôn này. Em có biết không là trong một ngày mọi khoảnh khắc xảy ra thì anh yêu nhất cái khoảnh khắc này đấy. Đó là lúc mà khi chuyển qua ngày sang đêm, một cái thời khắc mà loài chim bay về tổ, ai cũng tìm đến tổ ấm của mình. Lúc ấy cái tâm trạng trong anh nó rất là muốn chia sẻ với ai đấy cái khoảnh khắc đó. Không ai muốn một mình vào cái thời điểm này cả. Và anh rất là vui hôm nay. Cái này là em chuẩn bị à? Dạ vâng. Anh còn đi không ạ? Quá bất ngờ luôn. Nhà hàng là chỉ phục vụ hai người và mời anh. Em vừa là đầu bếp, vừa là quản lý của nhà hàng luôn ạ. Wow. Anh ạ. Có lẽ là chúng tôi sẽ chưa nấu ăn ngay vội. Chúng tôi muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này đã, các bạn thấy không? Biển, trời và những cái dãy đá rất là hùng vĩ như này. Một cái gì đó rất là khác biệt. Và đặc biệt là chúng tôi đang có thể nói là cắm trại, ngồi trên một khu vực thảo nguyên cỏ vô cùng là đẹp. Tất cả mọi thứ nó hòa quyện lại thành một điều vô cùng là có lẽ là rất là khó quên. Đặc biệt là anh ấy chia sẻ cái điều này với em. Anh có biết ở dưới xuôi người ta gọi view này là view gì không ạ? View triệu đô ư? Hải sản chín hết rồi đây em ơi. Uầy. Thưởng thức thôi. Trông hấp dẫn đấy. Ngày hôm nay thì ăn một cách chân phương nhá. Không có tẩm ướp, không có gia vị gì cả. Thực ra anh thích cái gì nó mộc như vậy. Không biết em chắc là thích hải sản và thích cái sự mộc mạc ấy không? Thật ra thì em thấy là hải sản mà chỉ có nướng và luộc là ngon nhất. Nhưng mà em lại là một đứa không phải team hải sản ạ. Em đang ở biển mà em lại không thích hải sản á? Em là team thích ăn thịt. Trời, anh lại team thích ăn hải sản. Vậy mà anh lại thích núi. Bởi vì anh biết là trong tất cả mọi người sẽ luôn có những cái sự lựa chọn yêu thích hơn. Người thì vô cùng thích núi, người thì thích biển. Nó có một số người thích cả hai đấy, họ thích thay đổi. Đấy. Còn em thì là nghiêng hẳn về biển đúng không? Dạ vâng, em thích biển nhiều hơn. Mặc dù em vẫn thích núi, nhưng mà biển thắng. Vậy liệu có phải là em là người sống hướng ngoại không? Em là người sống hướng ngoại, nhưng mà cũng có đôi lúc là hướng nội part time ạ. Còn anh thì chắc là 90% là hướng nội rồi. Anh thích sự yên tĩnh, tĩnh lặng của rừng. Tiếng nghe thì tiếng gió xào xạc lá cây, cũng như là nghe tiếng chảy của thác, của suối ấy. Là tiếng này anh cảm thấy nó rất là chill ở trong lòng ấy. Trước khi anh đến đây ấy, thì mọi người cũng nói rằng là kiểu đang bế tắc trong cuộc sống. Ở cái nhịp sống của thành phố rất là stress. Thì lên đến Phú Quý phát tự nhiên thấy thanh thản và thấy kiểu mọi thứ nó chậm lại. Nó khiến cho họ vá lành những cái rắc rối ở trong cuộc sống hàng ngày. Thì không biết em là một người đã từng tới đây từ 6 tháng trước thì liệu có phải là lúc đến đây là cũng được chữa lành và em lựa chọn ở đây không? Khi mà em đến Phú Quý ấy, em cảm nhận được là cái màu xanh của biển, cái màu xanh của trời, màu xanh của cỏ, nó mang lại một cảm giác dịu êm ấy. Và hình như là em đã đọc ở đâu trong một quyển sách ấy, nó nói rằng là màu xanh là màu của chữa lành. Thế nên là em nghĩ rằng là bản thân em thì không có ý chữa lành, nhưng mà tự dưng đến Phú Quý, con người em ấy nó cũng được kiểu gọi là được vun đắp.
không biết nói một gì. Cách tự nhiên đúng một không? Cách tự nhiên, một cách tự nhiên. Và có thể đó là một cái sứ mệnh của em khi mà em được níu chân ở đây, và sứ mệnh của em ấy là lại đi chữa lành cho người khác. Ví dụ như trong chuyến đi này thì anh nghĩ rằng là em cũng đã góp một phần nào đấy cùng với Phú Quý, khiến cho anh có một cái năng lượng tích cực. Em nghĩ là cái việc mà được gặp gỡ nhiều người, và đặc biệt là những người như anh ấy, nó khiến cảm thấy cuộc sống của em nó trở nên vui vẻ hơn, và nó là một cái trải nghiệm thực sự rất đặc biệt ấy. Phú Quý đang là một cái địa điểm đến của rất nhiều bạn trẻ. Được. Và em ở đây một cái hòn đảo nhỏ, khi mà các bạn trẻ tới thì em như là một người ở nhà và đón những cái vị khách ở khắp nơi đến. Và em cũng vừa mang cho họ một cái năng lượng tích cực, và đồng thời họ cũng đem lại cho em những cái câu chuyện, những cái tinh thần mới. Có thể là nó giúp cho tinh thần của em nó cũng sẽ tốt hơn, cũng như là thêm chất liệu cho những cái kịch bản sắp tới của em, đúng không? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Thế nên là khi mà em có những người bạn ở đấy, và bọn em hay trêu với nhau là năm sau lại trở về nhà nhé. Tức là bây giờ mình không gọi là đến Phú Quý, đi du lịch Phú Quý nữa, mà mình sẽ gọi là trở về nhà. Em hy vọng rằng là biết đâu đấy Phú Quý cũng trở thành cái ngôi nhà thứ hai của anh. Và hy vọng rằng là năm sau anh có thể trở về nhà. Thực ra anh đi nhiều như vậy, nhưng mà trong bản thân con người anh vẫn cảm giác như mình như là một cánh chim cứ bay thôi. Còn để có một cái tổ ấm để về thì anh cũng đang cố gắng để có một nơi như vậy, có một nơi bình yên ở trong tim. Em có nghe thấy cái tiếng gì không? Như kiểu là tiếng nhạc đúng không? Tiếng nhạc gõ. Cổ truyền gì đó, như là tiếng gõ này. Tiếng trống. Tiếng trống. Nghe rất gần đây nhá. Anh có muốn đi xem thử không ạ? Ừ, hay mình ra xem thử đi. Đi chị ạ. Anh nghe thấy âm nhạc phát ra từ ngôi nhà này thì phải em ạ? Ôi, mọi người đang xem cái gì này? Cô ơi. Con chào cô ạ. Con chào cô. Cô đang xem cái gì vậy? Hát bội. Hát gì? Hát bội. Hát bội ạ. Hát bội. À, là hát bội đúng không? Con cảm ơn cô. Sao cô không vào coi? Ở ngoài cho mát à? À, cho mát. Bây giờ anh em mình vào nhá. Con chào các cô. Chưa nhỏ ăn heo. À, con chào chú. Dạ, xin vâng, chào. Chú ơi, chú đang diễn tập cho mọi người ạ? À? Đúng rồi, tôi đang diễn tập cho. Con thì lần đầu tới đảo Phú Quý mình, thì con cũng rất là bất ngờ khi biết rằng là mọi người trên đảo lại có một cái văn hóa là hát bội. Thì con cũng không biết là hát bội có từ bao giờ ở trên đảo mình nhỉ chú nhỉ? 1880 là đã có cái hình thức hát bội trên đảo. Chú cho con hỏi là vào những cái dịp gì thì trên đảo mình sẽ có chương trình hát bội này ạ? Yeah. Chúng tôi là chỉ có phục vụ cho đền, chùa, miếu vũ, lễ hội, cầu ngư, dù trái lỡ cuối năm, luyện làm đầu năm. Giữ được một cái văn hóa mà hơn 100 năm thì nó cũng là một cái rất là khó. Thế cho con hỏi là những nghệ sĩ hát bội ở trên đảo mình thì ban ngày họ làm nghề gì? Hay là họ chuyên nghiệp chỉ là hát thôi ạ? Ban đêm đi làm biển, tới ngày mai đi hát là ở nhà đi hát. Rồi là có khi tập tành, bỏ công ra rảnh rỗi thì tập đôi ba bữa rồi đi hát, chứ không phải là chuyên nghiệp thuộc dạng là coi nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn mà hầu hết mọi người là ngư dân bám biển. Đúng rồi. Khi nào mà có dịp lễ hội thì gọi điện hay là nhắn tin bảo là sắp có lễ hội phải tập hát bội, thì mọi người sẵn sàng nghỉ không ra biển nữa để tập hát với mọi người, giống như tối ngày hôm nay đây đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì con sẽ không làm phiền chú và mọi người nữa, con sẽ đứng ở dưới. Em biết là anh Nam hát rất là hay. Thế nên là cháu đang nghĩ là chú có thể dạy con với anh Nam hát một câu được không ạ? Dạ được, ok, con đây. Còn không anh chúng tôi xin mời. Ngày hôm nay là Huyền đi với tôi, thấy tôi nghêu ngao hát một vài câu. Thế là nhưng mà hát của anh với hát bội là hoàn toàn khác nhau nha. Em làm có anh quá, nhưng mà thôi. Em đây là dạy em nữa, còn này là dạy chỗ này. Vâng. Trước khi dạy cụ thể thì con muốn biết là cái tinh thần của hát bội thì mình phải chú ý cái điều gì ạ? Theo dõi nghe người ta hát, mình hát theo. Bây giờ thì chị dạy
bạn Huyền giúp em, còn anh dạy em đó, nhé. Đó, đó, đó. Yeah. Luôn cả. Này hiền thế môi. Này hiền thế. Bởi vì là có cái sự khác biệt giữa giọng miền Nam và giọng miền Bắc. Mình nghe giọng miền Bắc nó không hợp cho lắm. Rồi lại nhá. Này hiền thế em ơi. Này hiền thế em ơi. Đúng rồi ạ, gần đúng rồi ạ. Dạ. Dạ. Này hiền thế em ơi. Dạ. Rồi bây giờ tôi tự tin hơn một chút rồi. Bây giờ là mình như kiểu bị nhập đi nhá. Lại nhá. Bắt đầu nhá. Này hiền thế em ơi. Này hiền thế em ơi. Anh cùng em kết tình chồng vợ. Anh cùng em kết tình chồng vợ. Lòng tí con lòng. Hai chúng ta sẽ kết nghĩa vợ chồng. Hai chúng ta sẽ kết nghĩa vợ chồng. Thực là cái hát bội này nó rất là khó. Như vậy thì anh mới hiểu được là cái sự đam mê của mọi người ở đảo Phú Quý như nào. Mặc dù ban ngày rất là vất vả với cuộc sống mưu sinh, nhưng mà khi làng cần để cùng nhau tập luyện hát bội thì mọi người sẵn sàng cởi bỏ những lớp quần áo lao động để khoác trên mình những tấm áo của nghệ thuật hát bội. Anh nghĩ rằng là thôi bây giờ anh em mình không làm phiền mọi người nữa, chúng ta đứng vào hàng khán giả thôi để cùng nhau thưởng thức, lắng nghe những giai điệu của hát bội ở Phú Quý. Xin mời các bạn hãy đến với màn trình diễn của mọi người. Thực sự là 24 giờ trôi qua đến bây giờ thì thực sự anh cũng chưa muốn về tí nào cả, nhưng mà em biết đấy là cuộc hành trình của anh nó còn rất là dài và rất nhiều địa điểm sắp tới, thế nên là có lẽ hẹn em vào dịp sau. Trước khi chia tay thì anh xin gửi lời cảm ơn tới em rất là nhiều, bởi vì nhờ có em thì anh đã biết được, có thể nói chưa phải là tất cả về Phú Quý, nhưng mà những cái gì ấn tượng nhất, những ấn tượng đẹp đẽ nhất thì anh cũng đã có đủ. Và xin chúc em sức khỏe ở lại đảo, thì luôn có ý tưởng dồi dào cho kịch bản sắp tới, cũng như là biết đâu trong tương lai nào đó có dịp anh sẽ quay lại, hoặc là nếu mà em có một cái quyết định gì trong cuộc đời của mình thì em hãy nghĩ tới anh. Anh có thể là hỗ trợ em, giúp đỡ em, hay là chúng ta sẽ cùng công tác với nhau. Dù mới quen anh một ngày thôi, nhưng mà thực sự là em cảm thấy rất là vui. Và nói chung anh là một người bạn rất đặc biệt mà em đã được may mắn gặp ở trên đảo này. Và em cũng chúc anh là sẽ có những cái hành trình tiếp theo rất là thú vị trong cái trận sắp tới. Và hy vọng là nếu mà anh có thời gian thì năm sau anh có thể quay lại đảo. Chắc chắn rồi. Bây giờ anh có thể ôm em một cái được không? Được ạ.